Kia, thực ra là cái bài nó dài em chưa đọc qua em vẫn không kịp chưa lắm khách, nhưng mà cái nào nhà thuốc khách về khách tập biết là đầu đây mà lấy dạ đó mấy thuốc trường khỏe đúng không ạ? Nên em là đi không đi rồi khách ạ. Phần mềm chạy bằng cơm của chúng ta.
Giống như là như thế, cái chữ là phóng như vậy. Thank you.
nó có đúng không ấy? Chứ xấu như hay đau đầu. Đau đầu, đau đầu. Tâm lý học đang gì? Khách mà ở đâu ấy? Mà chưa đồng ý cái khác ấy. Ừ. Thì là bạn có thể gửi tin nhắn cho anh là điều này chắc không tin nhắn thường ạ. Ừ. Nhưng mà em nhắn tin rồi bây giờ đồng ý cùng. Không nhắn chị ơi. Em nhắn tin nhắn em còn được các người rồi còn mày đứng học luôn cả tôi nó học thế nó qua một thằng đầu lắm thì nó nói xong người ta tự yếu đuối hơn hẳn bao nhiêu không có đâu chị ạ từng có cái chai nó mới à phải có đấy mà anh ấy chưa lấy về chứ em phải khoe đặt chưa lấy về ừ nó là chị để sót gì em không biết đâu nhà đơn của Bali chưa chị tuổi 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 nên tỉnh Điện Biên nó đọc kiểu thế tuổi chung ngang tuổi chung đọc đọc thế cảm thấy bị ngu ngang luôn đấy đây nụ nhắn gì đây ôn nhưng mà không biết không có tàu của bên kia rồi vẫn chuyển sang bên mất rồi. Em đừng tốn nhỉ để chị gửi form. Em làm việc rất tận tật theo form nhé. Chị gửi theo Finder. Ở đâu chị? Ở bộ phim qua kia có thể test từ công ty khách hàng. Từ nó được à. Mấy cái này gửi theo cái này test mà. Cái TikTok này. Em nhớ không cần đâu chị đủ gọi là đang chuẩn bị các cái mới. Nó hiện lên từ cửa hàng là xanh này. Cứ vào đi. Chị ấn vô. Nhưng mà sao nó không hiện lên là xanh này? Chị ấn vào. Cái này bà chị đã môn được ạ. Mới. Máy tính bạn của phòng chị đây. Hôm qua đi rồi, người ta bảo để lại năm đấy. Tăng viện rồi. Ngoài tâm